Nếp bối rối với cảm xúc của chính mình sau khi được Anna ra tay giúp đỡ. Gin thì lại một lần nữa thất bại trong việc gây ấn tượng với Kim. Nhưng điều này chỉ càng khiến cho nhóm Ellie thêm thù ghét cô. Trong khi đó, Mirai xao xuyến với những rung động đầu đời với một chàng trai lịch lãm tốt bụng. Liệu ai trong số các cô gái sẽ là người có được hạnh phúc sau cùng? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của Đường đua Idol thế hệ Z. Phòng ốc mấy con ở cũng gọn gàng sạch sẽ quá nhỉ? Mà sao mấy đứa lại có đàn rồi có loa ở đây hả? Cái chân lần trước mà chạy trốn té bị thương ấy, chưa lành hẳn đâu. Ở nhà đi, chiều nay tôi đi một mình. Chạy trốn cái gì vậy ta? Nhỏ này đó hả? Đúng. Tôi muốn nó phải bẽ mặt, không ngóc đầu lên nổi ở cái trường này. Như đây thì chưa đủ để mấy cưng lên giọng đó đâu. Anh Nam Phong, anh uống nước đi. Cái này là Kirin iPlus đào, ngon lắm á. Uống đi cho khỏe. Cảm ơn em. Tụi em phải cảm ơn anh mới đúng á. Ném tí là hôm nay không có nước tắm, ở giờ đi ngủ luôn. Có gì đâu. Cái chỗ bị rò rỉ đó đó, anh trát xi măng lại rồi. Chắc là cũng xài được một thời gian nữa. Khi nào mà nó hư hẳn luôn á, thì anh thay cái mới cho tụi em. Dạ. Mà anh giỏi ghê đó. Em tưởng là anh chỉ sửa được điện thôi, không ngờ đường nước cũng cân luôn. Có gì mà anh không làm được không vậy? Tại vì hồi nhỏ anh hay đi theo ba anh, coi ba anh sửa cho nhà người ta, rồi anh rành luôn. Anh tưởng nó là anh đi theo ngành điện máy rồi đó. Nhưng mà tự nhiên không biết sao anh tham gia vào lớp workshop về sản xuất âm nhạc. Rồi anh mê luôn lúc nào không hay. Sau đó anh đi theo mấy ông anh chạy show kiếm tiền tiêu vặt. Nghĩ lại tự nhiên giờ thấy vui ghê. Thì ra anh đã từng là một chàng trai underground hả? Mà từ lúc nào anh hợp tác với chị Thiên Di? Thiên Di hả? Lúc đó thì Thiên Di cũng đang tập tành hát thôi. Anh thì anh thích màu giọng của Thiên Di, còn Di thì cũng thích gu âm nhạc của anh. Xong rồi tụi anh lập thành một nhóm luôn. Thì ra là vậy, đúng là một cặp bài trùng. Thêm tài dàn dựng của anh Bobby nữa, tuyệt vời luôn á. Sau này ra trường á, em cũng muốn có một team làm việc giống như anh vậy đó. Vừa ăn ý nè, sản phẩm là tâm huyết, mang màu sắc của chính mình nữa. Anh nghĩ á, nếu mà đủ đam mê thì những cái người có cùng sự quan tâm sẽ bị nhiệt huyết của em thu hút. Với lại anh nghĩ một người tài năng như em thì sớm muộn gì em cũng sẽ đạt được những gì mà em mong muốn thôi. Anh nghĩ vậy thiệt hả? Thiệt mà. Em có màu giọng rất là đẹp. Anh nghĩ là sớm muộn gì thì em cũng tỏa sáng thôi. Cố lên. Em cảm ơn anh. Thôi đi trước nha. Dạ, gặp anh sau. Mẹ. Con. Hồi nãy bà ngoại á có ghé đây nè thăm con á, gửi cho con cái món gừng bò, cái món con khoái nhất đó. Ủa ba đâu rồi mẹ? Ba đi công tác, thứ hai tuần sau mới về. Ba đi với chị Oanh, thư ký của ba phải không mẹ? Mẹ cũng không biết nữa, chắc vậy á. Mà thôi đi, cũng không quan tâm nữa. Thì chị Oanh là thư ký của ba con thì phải đi theo để phụ giấy tờ cho ba con, đúng không? Phải rồi. Ở bên chị ấy thì ba vui vẻ hơn là ở bên gia đình mình mà. Sao con lại nói như vậy? Ba con á tất nhiên là muốn ở nhà với con hơn chứ. Nhưng mà vì công việc thôi. Chứ ba thương con lắm.
ba lo lắng cho con. Con đừng nói về tội nghiệp ba nha con. Nha. Còn mẹ thì sao hả mẹ? Mẹ cũng đâu có quan tâm gì khi mà ba cứ đi công tác hoài như vậy đúng không? Công việc của ba mà con. Bây giờ mẹ có nói hoài thì chỉ làm khó ba thêm thôi, đâu có ích gì đâu. Ai gọi vậy mẹ? Khách hàng của mẹ. Nhưng mà không quan trọng, chút mẹ nói chuyện sau cũng được. Có thiệt vậy không mẹ? Thiệt mà. Cái món gừng bọt của con á, giờ con muốn nấu món gì? Mẹ nấu phở cho con nha. Hay mẹ hầm thuốc bắc cho con. Giờ con muốn làm gì á, mẹ nấu liền cho con liền ha. Dạ thôi, con đi lên phòng đây. Con à, ăn gì chút đi chứ không thôi hả, bệnh đó. Ăn chút súp nha. Dạ thôi, con không muốn ăn đâu. Em nè, chút em qua liền. Rồi, mấy bà đã học thuộc bài hết chưa? Thôi rồi. Tôi là những sinh viên kinh tế chuyên tâm học hành để tốt nghiệp lấy tấm bằng, sau này đi làm công ty có lương cao, rạng danh gia đình. Coi trọng bằng cấp, yêu thích sự an toàn ổn định. Tới tôi. Coi thường mấy cái trò đàn ca múa hát vớ vẩn. Mà sao nghe buồn vậy ta? Sao giống tát cái mặt tụi mình vậy? Thôi mấy bà, chỉ giả vờ để mẹ tôi yên tâm thôi mà. Dù gì tụi mình cũng cùng hội cùng thuyền mà đúng không? Nên là ráng giúp tôi nha. Quyết tâm. Quyết tâm gì đấy mấy đứa? Mẹ lên khi nào vậy? Mẹ mới lên đến đây này. Dạ, chào cô. Chào các con. Phòng ốc mấy con ở cũng gọn gàng sạch sẽ quá nhỉ. Ủa? Mà sao mấy đứa lại có đàn rồi có loa ở đây hả? Dạ. Cô, cái loa đó là tụi con học bài căng thẳng quá, cho nên hay nghe nhạc giao hưởng để tập trung học. Đúng không mấy đứa? Đúng rồi đó cô. Còn cái đàn đấy là con bạn của con để quên ở nhà con ấy mà. Vậy hả? Dạ. Cô có ít quà ở dưới quê cô mang lên á. Mấy đứa ăn đi cho vui nha. Dạ. Nãy giờ cô đi lòng vòng mãi mới kiếm được phòng trọ đó. Cảm ơn cô. Ủa, mà nãy cô thấy các con quyết tâm cái gì mà lớn quá vậy? Sắp tới bọn con có thi toán cao cấp nên là quyết tâm đạt điểm cao đúng không? Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Mấy chị em á bảo ban nhau học tập như vậy á, cô mừng lắm. Dạ. Mà con có phải là cô bé học kế toán hay không? Dạ đúng rồi, con đây ạ. Cái ngành học của con á, ra trường là có việc làm ngay đó. Mà con có kế hoạch gì chưa? Dạ, con đang nhắm đến vào công ty kế toán lớn. Mục tiêu của con là sau này sẽ đầu quân vào công ty nước ngoài. Đó, con thấy chưa? Có mục tiêu hẳn hoi như vậy á thì bố mẹ không còn phải lo lắng gì. Con á cần phải học tập á nha. Mẹ này, thì con cũng vậy mà. Thế còn hai cháu cũng học cùng mấy ly gì hả? Dạ, con là Kim, con học ngành ngân hàng á cô. Dạ, con là Mirai, con học ngành xuất nhập khẩu. Trời ơi, hai đứa học toàn ngành hot không à? Thế này là cô mừng lắm rồi. Cô chỉ sợ ly gì nhà cô nó ở chung với những đứa không có mục tiêu, không có chí tiến thủ thì cô bắt nó chuyển đi ngay à? Dạ, cô yên tâm đi. Tụi con á toàn học ở trên trường, rồi về nhà nấu ăn, học bài ở nhà không à. Không có thời gian chơi bời đâu cô. Thế thì tốt. Mà cô sợ nhất á là nó học chung với mấy đứa ở trường nào con biết không? Dạ, trường nào cô? Thì mấy đứa học trường nghệ thuật đó. Toàn là viển vông thôi, không có tương lai, ba chìm, bảy nổi. Còn bé Lizzie nhà cô á, hồi đó cũng thích lắm. Nhưng mà bây giờ á
Đã biết ơn mẹ chưa? Dạ rồi. Dạ, cô yên tâm đi. Tụi con học kinh tế nên chơi với dân kinh tế không à. Ừ, vậy á thì cô cũng yên tâm rồi. Thấy phòng ốc các con ở cũng ngăn nắp sạch sẽ nên là cô cũng thấy mừng. Mà sao cô không thấy giáo án gì hết à? À, con cất ở trong tủ này mẹ. Sách vở thì sao để lung tung được. Dạ đúng rồi con. À, mẹ đói chưa? Con giữ mẹ đi ăn nha. Mấy bạn cũng chuẩn bị lên thư viện học rồi. Ừ, vậy hai mẹ con mình đi nha. Mấy con á, nhớ cho cô gửi ly di nha. Có gì giúp đỡ nó với nha. Dạ. Dạ. Đi. Nè, mấy con quỷ nhỏ, tối hôm qua tập văn nghệ văn ngừng gì á mà tới khuya lơ khuya lắc kìa. Có mấy nhà kế bên á người ta khiếu kiện á. Cô, không phải đâu cô, chắc người ta lộn á cô. Lộn gì mà lộn, tối hôm qua cô nghe rõ một một mà. Cô biết là tập văn nghệ văn ngừng gì, múa hát gì á, cô đã du di cho rồi. Nhưng phải có ý tứ nha. Khuya rồi đừng có làm ảnh hưởng tới các phòng bên cạnh. Nhớ chưa? Dạ. Ủa, vậy là sao hả con? Mấy tiết mục văn nghệ văn ngỗng là sao? Hát đàn là sao? Dạ tụi con thi văn nghệ. Dạ để lấy điểm thi đua ngoài khóa. Dạ đúng rồi cô. Ở trên Sài Gòn này nè, muốn được bằng giỏi á là mình phải tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa. Dạ đúng rồi mẹ. Nên là bọn con mới đăng ký mấy hoạt động ngoại khóa đó. Dạ. Chứ tụi con đâu có mặn mà gì mấy cái trò vô bổ đó đâu cô. Ờ đúng rồi mẹ, mấy cái đấy vô bổ à. Ờ đúng rồi á các con. Lúc mà đi xin việc á thì cô thấy người ta cũng chấm vào điểm ngoại khóa nữa đó. Chứ ai mà thích những cái điểm múa may quay cuồng đó đâu. Dạ đúng rồi cô. À mà thôi mẹ, mình đi đi. Ờ, mà con dẫn mẹ đi lên tham quan trường đi đã chứ. Đi. À thôi, để bữa khác đi. Trường của con khó lắm, đi vào thì phải kiểm tra thẻ sinh viên này, mà giờ đang là giờ học nữa. Bữa khác nha mẹ. Ừ, vậy đi ăn đi con. Dạ. Tôi thi học kỳ cũng không căng thẳng như vậy nữa. Thiệt luôn á, suýt thì tiêu. Sao chưa tới nữa vậy bà? Bà từ từ đi, bà làm tôi hồi hộp theo luôn rồi nè. Tôi đang ở chỗ hẹn đây. Ok, tới rồi đó. Nhỏ này đó hả? Đúng. Tôi muốn nó phải bẽ mặt, không ngóc đầu lên nổi ở cái trường này. Cái đó là nghề của bọn chị rồi. Nhưng mà như đây thì chưa đủ để mấy cưng lên giọng đó đâu. Đây chỉ là một nửa thôi. Xong việc tôi sẽ đưa nửa còn lại. Mấy chị yên tâm. Tiền thì không thiếu. Xong chuyện tôi sẽ thưởng thêm cho. Ok thôi, mấy cưng cứ tìm chỗ tốt nhất. Ngồi xem chị cho tụi nó ra bả đi. Cũng toát ra được cái vẻ ngầu nữa. Trong truyền đã nói 3 bước để thu phục crush. 1 là mua đồ ăn cho họ. 2 là nấu món họ thích. Và cuối cùng là làm món ăn của họ luôn. Bước 1 bắt đầu. Nghe. Ờ, sáng giờ tao nghỉ, dưỡng sức cho chiều nay nè. Cái chân lần trước mày chạy trốn té bị thương ấy, chưa lành hẳn đâu. Ở nhà đi, chiều nay tao đi một mình. Chạy trốn? Chạy trốn cái gì vậy ta? Đừng lo, tao chạy nhanh lắm, không ai bắt được tao đâu. Bị bắt? Anh à, định làm gì phạm pháp hay sao mà bị bắt?
Chị Dê. Chiều bà tính nấu món gì vậy? Nấu món gì hả? Tôi cũng chưa biết nữa. Bà thấy sao nếp? 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 Hả? Bà sao vậy? Nhìn như người bất hồn vậy. Có gì đâu. À, mà tôi hỏi ba cái này nhá. Ví dụ bà thích một người mà sau đó phát hiện người đó là tội phạm thì bà sẽ làm sao? Thì giúp người ta thoát khỏi vòng lao lý chứ. Còn tôi á, là tôi sẽ bỏ luôn. Ủa, sao vậy? Rồi chứ còn sao nữa, đã là tội phạm thì là người xấu. Mà đã là người xấu rồi thì ai lại đi thích cơ chứ. Nhưng mà lỡ người ta có lý do đằng sau thì sao? Lý do hả? Ồ, vậy thì tôi sẽ thử tìm hiểu rồi tìm cách giúp đỡ. Ừ, cũng có lý. Tính ra tôi ba phải quá. Thôi, tôi nói vậy thôi. Nếu mà giúp ý, thì cũng được. Nhưng mà không khéo mình bị liên lụy đó nha. Ừ, đúng rồi đó. Mày là Kim đúng không? Dạ là em ạ. Có chuyện gì vậy chị? Nghe nói mày với tụi bạn của mày mới vô trường mà tạo nét, sắc láo, muốn xưng hùng xưng bá ở cái trường này à? Chị ơi, chắc chị nhầm lẫn gì rồi đó. Chứ tụi em đâu dám đâu. Là ai nói những chuyện này vậy chị? Ai nói không quan trọng. Quan trọng là chị không thích cái thái độ của mày. Chắc có gì hiểu lầm ở đây rồi. Chứ bọn em đâu bao giờ có ác ý gì với ai đâu. Thôi không cần nói nhiều. Đã lỡ mất công tới đây rồi, tiếp tụi ta vài chiêu đi. Chẳng nghĩ đến bên say lắm năm đi không suy nghĩ. Tìm em hả? Không tìm em chứ tìm ai. Chuyện là sáng á, anh thấy clip nhảy của mấy đứa trên mạng dễ thương quá trời. Sự nghiệp của Di đang phát triển, đang thu hút nhiều fan. Sao mà làm cái chuyện đó trong thời gian này được? Là nãy giờ anh đang nói là con Kim á hả? Nói yêu nhau đi. Sống 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 một lần chỉ sống.